Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang ghi hình tại triển lãm Phúc Thọ 2023. Và quý vị nhìn thấy toàn cảnh triển lãm Phúc Thọ rất đẹp phải không quý vị? Những thảm cỏ xanh mướt và những tác phẩm quý được kê đặt trên cái nền thảm cỏ xanh này thì tôn lên đẹp rất nhiều. Và Sa Đuôi tiến đến cái xe cẩu đang cẩu cây đến triển lãm quý vị nhé. Em chào các anh nhé. Chào hai anh. Anh tác phẩm mới đến là của anh Hào à? Anh Hào ở đâu anh? Anh ở Phúc Thọ. Anh ở Phúc Thọ à? À, người Phúc Thọ. Quý vị ơi, đây quý vị chiêm ngưỡng một cây xanh quê, quê giá trị của anh Hào. Phúc Thọ. Anh ơi, anh Hào ơi, cây này của anh chắc là anh sở hữu lâu lắm rồi nhỉ? Cái này là anh sở hữu là 13 năm nay rồi. À 15 năm. 15 năm nay rồi. Thế à? Ủa, quý vị nhìn đây này. Cây xanh quê cực kỳ giá trị. Cái giá trị đây là cái giá trị nhìn thấy ngay là cái giá trị thời gian này. Và tiếp theo nữa là cái giá trị nghệ thuật. Những cái nét hóa, những cái nét kèo cột đặc biệt quá. Anh Nam à, anh Nam Lê sẽ lại thu cho anh một lần. Dạ vâng, anh Nam Lê cũng đã tác động vào đây quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy cây xanh quê ngồi đá, lá rất đẹp nha quý vị nhỉ. Bóng tàn hiện nay cái bố cục tương đối là đẹp, hợp lý. Có bàn tay anh Lam Lê tác động giúp anh Hào. Anh Hào mang mấy tác phẩm anh? Anh mang 2 tác phẩm. Một tác phẩm ở trên xe quý vị nhá. Đang cẩu quý vị kìa. Cây đó là Nam Điền hả anh? Thì bà Sa Đức Huy sẽ đi vùng quanh cho quý vị chiêm ngưỡng những tác phẩm của anh Hào, một người con Phúc Thọ. Một tác phẩm xanh quê cao từ mặt chậu lên cũng phải tầm 1m7 đến 1m8 nữa quý vị ạ. Đây là mặt sau của tác phẩm. Thời gian cho chúng ta những cái nét hóa rất đặc biệt. Đây quý vị nhìn thấy những cái nét hóa, sự kết tinh giữa các nhiều cái rễ đấy kết hợp lại. Và thời gian thì đã cái rễ đó đã quẹn vào nhau rất đẹp. Nếu không có đủ thời gian thì cái rễ đó thì nó vẫn còn thô. Nhưng mà cái thứ quý vị, thời gian làm tan chảy tất cả. Quý vị nhìn tổng vòng với tổng bóng tác phẩm của anh Hải. Một tác phẩm thứ hai của anh Hào quý vị nhé. Đó là cái tác phẩm xanh Nam Điền đang cầu xuống. Đi dài đu đưa đấy nhá, sân này nó thế thôi chứ không phải sân này.
rồi. Rồi, rồi, rồi. 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 Rồi, rồi.